May mà đời sao cô? Quá quá sáng hơn ở trong phim luôn. Rồi, quá sáng. Quá sáng hơn. Trong phim. Dạ. Kẹo. Kẹo quá. Nhìn là biết kẹo liền là chỗ. Nó đẹp lắm rồi đúng không? Đúng không chị? Ờ, cô khách đẹp đúng không? À, đúng rồi, quá sáng. Đẹp. Hôm nay thấy mặt được dì Mai nha cả nhà. Thêm TV nhiều. Rồi cho em một bỏ bánh mì xong chưa tới mình chưa? Rồi con xong rồi con. Kẹo quá. Để lấy nước chấm. Này nào, quay cho nước chấm đi đi. Đúng rồi. Có người chưa vậy? Mua đồ bao nhiêu? Dăm bánh mì nằm ở đây cô con. Ngoài này mua 20 luôn nữa. À, của chị là 115. À, của hơn. Cái này, cái đó 200. Cái mỏng này được kiếm kỹ cái mỏng. Mỏng 150. Mua chị Mai là 3 giờ. 3 giờ mấy có mặt chơi được chị Mai. Rồi, một trăm. Bà bảo bánh mì 20 phải không vậy ơi? Đúng rồi. Bà bảo 20. Hôm qua mình đi 3:30 đó. Dạ, về tới nhà 8 giờ. Đồ. Là bị lạc á cô. Nó đi về chợ Bình Điền. Dạ. Lên tới trển tôi thấy được cái chợ luôn. Hồi đó giờ đâu có biết đâu, giờ lên là cô là ở ở quận mấy? Mình ở bên Bình Thạnh. Dạ. Cái đó lửa là mình. Đi bắt khác nữa đó. Có về nha má. Dạ dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Về nó đã. Dạ dạ, cảm ơn nhiều. Cần cái là chưa định cái. 100.000 phải đổi phải không? Hả? Chưa gần 1 ký chú. Rồi. 130 thôi, 130 thôi. Bà có nói gì rồi? Rồi 100 ngàn nè, xuống đi, vô đây này. Khoảng 15 cho đủ. Rồi sao muốn rồi, sao lẹ lên? Có chạy không? Cái nhà thấy số điện thoại của chị Mai không? Cái nhà muốn mua quay thì chị Mai có bán online được không cái nhà? Bỏ vô cái số điện thoại, hai số điện thoại đó cái nhà. Thì chị Mai sẽ phục vụ tận nơi. Thì ship là cái nhà chịu nha. Cái này thứ hai nè. 200 ngàn thôi. Chia
là 60 ngàn, tính 50 ngàn thôi. 130, 250, 180 cô chú. Cái này do heo không à? Này do heo không ạ? À?
rồi mà lấy giòn á, chặt nhỏ nhỏ mẹ. Lấy chậm. Sau cuộc gọi của dì Mai thì hiện tại Đỗ Trần đã ra nhận nhận tiếp xúc cùng dì Mai. Của em 140 có chặt không? Hỏi vậy thì bé chưa lành đi bán về rồi để
20 hả? Nghe là cái nhà trồng cá phi dê thích nha.